Xin chào các bạn, mình đang gặp một số vấn đề khi sử dụng Cable XTB này các bạn. Thì hiện tại mình đã sử dụng được 8 tháng Cable này từ khi mua mới tới giờ. Một số vấn đề mình gặp phải đó chính là nó bị bong chóc nước sơn các bạn. Khi mà mới mua về khoảng 1 tháng đầu thôi, bạn sẽ thấy những cái vết gỉ sét các bạn. Cái nước sơn nó bị bung ra và sét nhiều chỗ đó các bạn. Do nước sơn nó hãng, nó sơn rất là dở ha. Về chất lượng của Cable này các bạn, thì mình đã có một bài đánh giá chi tiết về chất lượng của Cable này rồi. Mình có để bên dưới này nha các bạn. Còn cái video này là mình sẽ nói lên những cái khuyết điểm của Cable này khi mà trong quá trình sử dụng các bạn. Nó dễ gỉ sét các bạn. Cái nước sơn hãng á, nó rất là sét à. Nhìn đây là đã có những vết lộ ra nhiều rồi. Bắt buộc mà bây giờ mình phải sơn toàn bộ lại Cable các bạn. Mới mua về tầm 1 tháng rồi các bạn sẽ thấy những cái vết sét gỉ sét từng chỗ các bạn. Nên khi mà thấy gỉ sét vậy mình chỉ lấy nước sơn đen thường thôi, mình đắp vô thì mình chạy được một thời gian nó cũng lại bung ra tiếp các bạn. Nên bây giờ nó quá nhiều rồi nên mình phải gỡ cái bô ra và sơn tổng thể lại hết. Về cái âm thanh và chất lượng bô thì tuyệt vời các bạn. Khi mà nó mới vừa gỉ sét nhẹ các bạn là mình bắt đầu mình sơn các bạn. Mình sơn dạng sơn mồi, sơn lắp á. Mình sơn nó cho nó hết sét đỡ. Cable mình vừa gỡ xong rồi, giờ mình sẽ xô những cái vị trí sét cho bạn xem nha. Đây, cable sét từ mặt trước này mày. Trước này không, sét bung sét lên rất là nhiều ha, nhìn thấy ghê luôn nè. Này. Và đây nè. Thấy sét à, còn phía dưới này nè. Mặc dù là trong quá trình mình xài nè, mình đã vệ sinh kỹ nè, không có để mà dơ bám bùn sình ha. Nhưng mà do cái nước sơn của hãng nó sản xuất ra nó sơn rất là dở luôn. Thì trong quá trình sét sơ sơ mình đã có dặm thêm nước sơn che khuyết điểm bớt. Nhưng mà bây giờ nó mình thấy nó quá nhiều rồi nên mình phải tiến hành sơn lại toàn bộ cable chỗ này. Bây giờ mình sẽ tiến hành cạo cái bớt cái nước sơn cũ các bạn. Do lúc trước mình dặm là nước sơn thường các bạn. Mình sẽ dùng lửa cò để cạo bớt và sau đó mình sẽ xả nhám và tiến hành sơn cable lại các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành chà nhám cable các bạn, chà nhám càng kỹ càng tốt các bạn. Chà nhám cho sạch những cái vết sơn cũ nè, với làm độ nhẵn mịn cho sơn nó tăng độ bám các bạn. Sau khi mình chà bô xong các bạn, chà khoảng được khoảng 90% rồi các bạn. Thì những chỗ nào khó ra thì thôi các bạn. Quan trọng nhất là khúc gần cổ nè, cho nó chịu nhiệt cao các bạn. Còn khúc phía sau này thì thoải mái hơn. Khi mình chà xong thì mình tiến hành lấy lửa khò, mình cò cho bô nóng các bạn. Và mình tiến hành sơn các bạn. Mình sơn chống cháy, hiện tại mình xài sơn chống cháy của Samurai các bạn. Có giá thị trường khoảng dao động khoảng 120.000 các bạn. Bây giờ mình tiến hành sơn các bạn, sau khi mình thò nóng mình sẽ tiến hành sơn một lớp trước và tiếp tục mình thò tiếp một lần hai và mình phủ thêm lớp hai nữa là gần các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ tiến hành sơn các bạn. Sau khi mình sơn xong thì mình đã lắp lên xe rồi các bạn. Đây mình sẽ quay chất sơn cho bạn xem ha. Đó, dạ đó, nói chung là bóng mịn các bạn, cứng cáp các bạn. Hồi nãy mình có đóng búa các bạn, đóng tẹt tẹt vô đây mấy cái luôn mà nó chỉ trắng lên thôi chứ nó không có chốc nước sơn à. Nói chung á thì khi bạn sơn tại nhà thì mình tốn chai sơn với tốn công của mình thôi thì tầm khoảng 120 các bạn. Nếu mình ra tiệm sơn thì cũng từ 100, giá từ cũng từ 150 các bạn, nhưng mà người ta sơn lớp rất là mỏng. Sơn một lớp mỏng thôi, cái độ bền không cao. Còn đây như mình, đây mình sơn nhà mình sơn nhiều lớp và mình sơn hết một chai nước sơn luôn các bạn. 120 thì mình nghĩ là độ bền nó sẽ tốt hơn các bạn. Đây, như cái chỗ này nãy mình lấy búa mình đóng vô thử nè. Chỗ này là cái ống nối thôi nha, cái ống nối của cái bô này chứ không phải là của cái bô, nhưng mà mình đâu có đóng vô đây thử là nó không chốc sơn ha. Tất cả kẹt kẹt luôn nè, nó bị trắng lên thôi, sườn trắng lên thôi chứ nó không có bị chốc sơn ha. Rồi tổng thể thì về cái chất lượng của cái bô, âm thanh nè, rồi thoáng máy đâu nè, thì nó đều đạt yêu cầu của chất lượng của cái bô hết. Nhưng mà cái chất lượng sơn thì nó hơi dở nên mình quyết định sơn lại các bạn để tiếp tục sử dụng cái bô này. Quyết định sơn nó lại.
mình xin kết thúc cái video tại đây. Cái video sơn bô tại nhà bạn, vừa là sơn bô tại nhà vừa là đánh giá khuyết điểm của cây bô STB này nha. Rồi, xin chào các bạn.